Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em ở khắp nơi xa gần. Chúng ta cùng vào Zoom thờ phượng Chúa với nhau buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa một tuần nữa đã qua ở trong sự giữ gìn, ở trong sự tiếp trợ, chăm sóc, yêu thương của Chúa trên đời sống mỗi công dân của Ngài, là những người vẫn luôn tin cậy, vẫn luôn trông mong, vẫn luôn hướng về Chúa ở trong mùa dịch bệnh này. Cảm ơn Chúa. Và thì giờ này để được Chúa hiện diện ở trong sự thờ phượng của chúng ta, vì sự thờ phượng mà không có Chúa nó chỉ là những hình thức lễ nghi tôn giáo mà thôi. Chúng ta cần sự hiện diện và Chúa là trung tâm của sự thờ phượng của chúng ta. Xin kính mời mục sư quản nhiệm cầu nguyện thay lễ. Tôi xin được tuyên đọc lời Chúa trong Di Thiên thứ 116 từ câu 1 cho đến câu số 7. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi, dây sự chết vương vấn tôi, sự đau đớn âm phủ áp hãm tôi gặp sự gian truân và sự sầu khổ, nhưng tôi kêu danh Đức Giê-hô-va rằng: Đức Giê-hô-va ơi, cầu xin Ngài giải cứu linh hồn tôi. Đức Giê-hô-va hãy làm ơn và là công bình. Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót. Đức Giê-hô-va bảo hộ người thật thà. Tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi. Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Xin cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý để cầu nguyện trong thời giờ này. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha từ ái, là Đấng luôn yêu thương và ở cùng chúng con. Và chúng con cảm tạ ơn Chúa vì cứ mỗi ngày trong cuộc sống qua đi, chúng con lại thấy được tình yêu của Chúa đong đầy trong đời sống mỗi chúng con. Ngài luôn dõi theo từng bước chân của chúng con và Ngài gìn giữ bảo vệ chúng con như con ngươi của mắt Ngài. Và đó là điều chúng con cảm tạ ơn Chúa vì được làm con dân của Chúa. Chúng con được sự cứu rỗi về linh hồn, được sự đảm bảo chắc chắn về một phước hạnh đời đời nơi thiên đàng. Trong cuộc sống tại trần thế, mỗi ngày chúng con lại có sự trông cậy nơi Chúa. Và lời Chúa hứa với chúng con rằng người nào để trí mình nương tựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ ban cho chúng con có sự bình yên trọn vẹn vì chúng con để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Bởi vậy, mỗi ngày chúng con sẽ bước đi trong sự thành kính của Chúa để có được một ngày mới luôn tốt lành cho đời sống chúng con. Ở Chúa, trong thời giờ này chúng con cảm ơn Chúa vì một tuần lễ vừa qua, trong những khi thế giới, thế gian và đất nước Việt Nam chúng con đang đối diện với cơn dịch Covid đã làm biết bao nhiêu điều gây lên sự đau khổ cho con người. Con dân của Chúa cũng ở trong tình trạng của những sự hoạn nạn, thử thách. Nhưng chúng con có Chúa và chúng con có được sự bình an trong khi đối diện với những sự hoạn nạn đó. Dẫu vậy, chúng con biết rằng cũng còn có nhiều con cái của Chúa đang ở trong những sự khó khăn, cũng còn ở trong những sự lo nghĩ và cũng có những nan đề trong cuộc sống. Trong đó có những con cái Chúa có những sự đau yếu, bệnh tật và ngay cả bị nhiễm Covid. Và là điều mà nhiều con cái của Chúa cũng phải trải qua. Nhưng chúng con thấy rằng Chúa có ở cùng các con dân của Chúa. Dẫu đôi lúc chúng con thấy rằng cũng có những nơi, những chỗ, có những người cũng đã được Chúa Ngài tiếp rước về nước của Chúa. Nhưng chúng con xin Chúa Ngài sẽ ban sự bình an cho những gia đình có sự tan khó, những sự gia đình có những sự ra đi, để rồi mọi người cũng vững đức tin vì biết rằng mọi sự trong ý của Chúa luôn là đẹp, luôn là tốt đẹp. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Lạy Chúa, chúng con cũng xin Chúa Ngài thăm viếng cho những con cái của Chúa đang có những sự đau yếu, bệnh tật trong phần thân thể. Có cầu nguyện xem thì dày Chúa thân thăm viếng anh Trần Thanh Hùng, anh bị sốt rét những ngày qua làm cho anh rất là mệt mỏi. Xin Chúa Ngài thương xót, ban sự chữa lành hoàn toàn cho anh để anh được khỏe mạnh hoàn toàn và trỗi dậy khỏi giường bệnh, có thể sinh hoạt bình thường trong cuộc sống. Và anh thấy trong người, trong cơ thể mình sẽ được sự phục hồi sức khỏe của Chúa, và anh vui mừng cảm tạ để anh thờ phượng hầu vị Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa Ngài cũng thăm viếng và ở cùng chị Quỷ viên Ngọc Bích. Trong ngày vừa qua cũng đã đi chích ngừa COVID, và xin Chúa Ngài sẽ ban cho chị có sức mới, có sức khỏe, không phải bị những cái sự phản ứng của thuốc nhiều, để rồi chị vẫn có thể có được một cái sự sinh hoạt bình thường trong cuộc sống.
những sự đau yếu nào trong phần thân thể của chị, xin Chúa ngài chữa lành cho, để rồi chị sẽ vui khỏe mà lớn tiếng cảm tạ ngợi khen Chúa, thơ thái ngợi khen hầu việc Chúa. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cũng xin Chúa ngài thăm viếng cho nhiều con cái của Chúa khác cũng có những sự đau yếu trong phần thân thể, cần cũng sự chữa lành của Chúa, trong đó có anh Nhạc Thắng, có cô Kim Anh, có cả cô chị Trang, và nhiều ông bà anh chị em khác chúng con không biết hết, nhưng Chúa biết rõ mỗi người. Xin Chúa ngài ban sự chữa lành hoàn toàn và ban sức mới của Chúa, để được ai nấy có được cớ tích để vui mừng cảm tạ ngợi khen Chúa, thờ phượng và hầu việc Chúa. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con xin Chúa ngài thăm viếng cho các bà cụ lớn tuổi trong hội thánh. Đây là những lứa tuổi của những sự mệt mỏi đau yếu vì tuổi tác, và trong những lúc này thì ở trong tình trạng của dịch bệnh cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của nhiều ông bà cụ. Xin cho các bà cụ sẽ nắm chặt lấy Chúa để trao dâng mọi sự lo lắng của mình trong tay Chúa, và bởi đó các ông bà cụ sẽ có được sức mới của Chúa, có được sự bình an, có được sự thỏa lòng, có được niềm vui trong tuổi già, và sẽ neo chặt đức tin mình nơi Chúa cho đến cuối cùng. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ngài thăm viếng bà cụ Có, bà cụ Sĩ, bà cụ Năm, bà cụ Tám, bà cụ Diệu Hiền, bà cụ Quả Phụ Mục Sư Quang, ông cụ Nguyễn Văn Tiền và nhiều ông bà cụ lớn tuổi khác trong hội thánh Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cũng nhớ đến những con cái của Chúa có ngày sanh ở trong từng. Xin Chúa ngài thăm viếng và chúc phước trên cuộc đời của cô Nguyễn Thị Như Hoa, cô Ngôi, để rồi trong những thì giờ kỷ niệm ngày sanh có sự ngợi khen cảm tạ Chúa, và cũng sẽ có sự hứa nguyện để bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng, để được Chúa ngài ban phước và dẫn dắt trong cả cuộc đời của mình. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa ngài cũng thăm viếng và ở cùng mọi con cái của Chúa trong thì giờ thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay, sẽ luôn nhớ ngày nghỉ để việc liên làm lên ngày thánh. Dầu chúng con không có thể đến trong sự tập trung ở tại trên thánh của Chúa, nhưng chúng con vẫn được Chúa ban cho những cơ hội dịch tiện được gặp gỡ lẫn nhau, được cùng thờ phượng Chúa với nhau trên Zoom. Và đây là những điều chúng con cảm ơn Chúa, vì chúng con không bị sự ngăn trở trong sự thờ phượng Chúa. Chúng con vẫn có những thì giờ riêng tư với Chúa. Xin cho mỗi chúng con sẽ chuẩn bị tấm lòng của chúng con, và Đức Linh sẽ dẫn dắt chúng con đi vào sự thờ phượng Chúa đẹp lòng Chúa. Và bởi đó ai nấy sẽ có được những thì giờ thật là quý báu để nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình. Và Chúa ngài sẽ thăm viếng thêm sức ban ơn, để rồi sẽ chúc phước trong một tuần mới. Chúng con lại tiếp tục ở trong lời của Chúa và bước đi để thấy được phước hạnh mà Chúa ban cho người vâng lời. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa ngài ở cùng thì giờ thờ phượng Chúa của Hòa Thánh Chúa tại đây trong buổi sáng hôm nay, ban cho cô Mỹ An được đầy ơn để dẫn dắt Hòa Thánh đi vào sự thờ phượng Chúa vui tươi và đẹp lòng Chúa. Chúa mặc lấy quyền năng của Đức Linh ngài trên đầy tới Chúa, mục sư Nguyễn Quốc Dũng, để đòi những thì giờ Chúa dạy dỗ ông trong lời của Chúa, và Chúa dùng môi miệng ông để buổi sáng hôm nay sứ điệp của Chúa qua ông sẽ đến được với mọi con dân của Chúa, để ai nấy khi nghe hiểu rõ về lời Chúa và làm theo thì được Chúa ngài ban phước trong sự mình vâng lời. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Nguyện thì giờ thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay, mọi tiết mục, mọi chương trình chúng con dâng lên cho Chúa được đẹp lòng Chúa. Dầu chúng con không có tập trung, nhưng Chúa ngài có ở khắp mọi nơi. Ngài là đấng toàn tri, ngài là đấng toàn tại, ngài là đấng toàn năng, sẽ ban phước cho chúng con và dẫn dắt chúng con đi vào sự một ngày thánh đẹp lòng Chúa. Và bởi đó ai nấy sẽ có được một ngày phước hạnh, để rồi tiếp tục sẽ được Chúa chúc phước trong những ngày sắp tới trong cuộc sống. Mỗi ngày có Chúa, chúng con luôn thấy được đó là một cái ngày thật là vui thỏa, phước hạnh mà chúng con có được ở trong đời sống chúng con theo Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Giờ đây chúng con trao dâng thì giờ thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay trong sự tể trị và ban phước của ban ngôi Chúa Trời cho từng gia đình, cho mỗi con dân của Chúa. Ai nấy đều sẽ có được những thì giờ thật là vui thỏa trong lời của Chúa và ăn nuốt lời của Chúa và có sức mới của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện cùng Chúa bấy nhiêu điều. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ Chúa, cảm ơn mục sư. Kính thưa hội thánh, lời của Chúa Thi Thiên thứ 100 kêu gọi chúng ta: hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Hãy biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài,
là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, há cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Thì giờ này chúng ta hãy cùng nhau vui mừng ra mắt Chúa và ngợi khen Ngài qua sự hướng dẫn của ban âm nhạc. Xin kính mời ban âm nhạc. Xin trọng kính chào toàn thể quý tôi tớ Chúa cùng toàn thể các con cái Chúa trong hội thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta vui mừng đến trước mặt Chúa trong sự thờ phượng ngợi khen. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa ban cho chúng ta. Trong đó ơn cứu chuộc Chúa dành cho chúng ta là ơn lớn hơn hết. Từ lúc chúng ta được cứu, cuộc đời chúng ta được thay đổi. Sự vui mừng và bình an của Chúa đến trong cuộc đời chúng ta. Hãy ngợi khen Chúa vì chúng ta đã được cứu và chúng ta đang ở trong sự cứu chuộc của Chúa và tiếp tục vui mừng bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa mỗi ngày từ đây cho đến ngày gặp mặt Chúa. Hãy ngợi khen vì Chúa đã cứu chuộc chúng ta. Lòng tôi yêu thiết trôi khúc hoang ca, từ lúc thoát ly đường tôi Ngài của yêu tôi liếc bao lu xa, mời ơn Giê-xu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ khi Giê-xu cũng tan lòng người tôn cao danh Giê-xu. Từ lúc chính tôi được cứu, trong đời quý sẽ dâng cao danh Giê-xu. Mừng thay tôi có Giê-xu trong tâm, từ lúc thoát ly đường tôi làm theo ý Chúa hướng phương cao thẳm, mời ơn Giê-xu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ khi Giê-xu cứu ta lòng người tôn cao danh Giê-xu. Từ lúc chính tôi được cứu, trong đời quyết sẽ dâng cao danh Giê-xu. Lòng tôi nay có chứng cơ minh bạch, từ lúc thoát ly đường tôi lòng ta nhìn tin ái xưa thiêu sẵn, mời ơn Giê-xu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ khi Giê-xu buông tha lòng người tôn cao danh Giê-xu. Từ lúc chính tôi được cứu, trong đời quyết sẽ dâng cao danh Giê-xu. Xiết cánh vui tươi, từ lúc thoát ly đường tối đều do công nghĩa huyết Chúa tuôn rơi, mời ơn Giê-xu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ khi Giê-xu cứu ta là người tôn cao danh Giê-xu. Từ lúc chính tôi được cứu, trong đời quý sẽ dâng cao danh Giê-xu. Tôi có chỗ sẵn trên trời, từ lúc thoát ly đường tôi là thời bình quang ăn sống vui muôn đời, mời ơn Giê-xu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ khi Giê-xu cứu ta lòng mình còn cao danh Giê-xu. Từ lúc chính tôi được cứu, trong đời quý sẽ dâng cao danh Giê-xu. Trong đời quý sẽ dâng cao danh Giê-xu. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Vì từ khi chúng ta được cứu, cuộc đời của chúng ta được thay đổi và được sống trong sự vui mừng để chúng ta thờ phượng cùng sự hầu việc Ngài. Chúng ta có thể biết được Chúa qua tất cả mọi điều Chúa đã tạo dựng. Chúa đã bày tỏ chính mình Ngài qua muôn vật mà Ngài đã tạo dựng, trong đó có mỗi chúng ta. Hãy thờ phượng Chúa bằng cả linh hồn của mình.
khi xem muôn vần, cho tay chân Chúa sáng tạo chúng. Hỡi Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền rĩ khắp khắp đó này. Quyền của Chúa ôi vô bờ. Hôn tài khen Chúa, ngưỡng Chúa tôi đứng Chúa trời. Lớn tay duy Ngài, quyền binh thay Ngài. Hôn tài khen Chúa, ngưỡng Chúa tôi đứng Chúa trời. Duy Ngài đại la, cao cao huyền quái. Cây tre chúng có màu xanh, diều rít tiếng chim mừng hò khúc ca thanh tịnh. Khi tôi lên ngọn, ngọn cao trong xuống dưới vườn thang, suối rong rắn rêu, lòng cảm tiếng hàng quan bình. Một lời khen Chúa, Chúa tôi đứng Chúa trời, lớn tay duy Ngài, quyền binh tay Ngài. Một ngày khen Chúa, cứu Chúa tôi đứng Chúa trời, duy Ngài đại năng, cao cả huyền quái. Sài Gòn gian thế chiều trên, ta chẳng tiếc con, Ngài phó ca cho tôi rồi. Ôi ơn sâu sầu, xưa tôi đâu nghĩ đến giường ấy. Chúa trên thuyết thuộc, vì gắn thế tôi buồn thôi. Một thời khen Chúa, Chúa tôi đứng Chúa trời, lớn bay duy Ngài, quyền binh tay Ngài. Một ngày khen Chúa, cứu Chúa tôi đứng Chúa trời, duy Ngài đại năng, cao cả huyền oai. Thì xin tái hồi vang vang Chúa trên thiên đàng, tâm tôi vui mừng, thiên nhu cùng kính bái phục ngài. Ở đó chúc tôi cài lớn mây ở vùng trời. Một ngày khen Chúa, cứu Chúa tôi đứng Chúa trời, lớn mây duy Chúa trời, duy Ngài đại năng, cao cả huyền quái. Hôn tài khen Chúa, cứu Chúa tôi đứng Chúa trời, lớn bay duy Ngài, quyền binh tay Ngài. Hôn tài khen Chúa, Chúa tôi đứng Chúa trời, duy Ngài đại năng, cao cả huyền quái. Duy Ngài đại năng, cao cả huyền quái.
cao cả, Đấng mà chúng ta đáng kính mến, phục sự và thờ lại. Thì giờ này với cả linh hồn của mình, chúng ta hãy đến trước Chúa và thờ phượng Ngài. Hãy bày tỏ tấm lòng của chúng ta trước Chúa trong sự hiện diện thánh của Ngài. Giờ này tròn cả tâm hồn con hướng lên nơi Cha từ ái, lòng con ước ao khát khao gặp Ngài, lại Cha yêu vì được nghe tiếng Cha dài khuya dẫn đưa con từng bước, chiều con đi theo đường lối Cha, con phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi, nguyện làm theo thân ý Chúa, con phục luôn luôn trong đức tin, con nguyện đi theo Ngài không đổi thay. Trọn đời nguyện chỉ theo Ngài đấng cứu chuộc linh hồn con, Ngài đã thứ tha con bao lỗi lầm, lại Cha yêu quyền lời Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn con, tội tai tâm con đến mãi luôn, quyền làm theo thân ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi, quỳ lạc theo thân ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay. Con chỉ nguyện đi theo Ngài thôi, bởi Chúa của chúng con. Trọn đời nguyện chỉ theo Ngài thôi, đấng cứu chuộc linh hồn con. Ngài đã thứ tha con bao lỗi lầm, lại Cha yêu, nguyện lời Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn tại tâm con nên mãi luôn nguyện làm theo thân ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương tỏ phượng Ngài không thôi, nguyện làm theo thân ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con biết đi theo Ngài không tội thay, quyền làm theo thân ý Chúa, quyền làm theo thân ý Chúa, bao một luôn luôn trong đức tin, rằng Chúa cuộc đời này yêu thương thờ phượng Ngài không thôi, quyền làm theo thân ý Chúa, bao một luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không. Chúa chúng con dâng lời ngợi khen và cảm tạ ơn Chúa vì thì giờ phước hạnh mà Chúa đem chúng con hội thánh của Chúa đến trước ngôi tri ân của Ngài để thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay.
Nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con mỗi ngày để chúng con được bước đi theo thánh ý của Chúa, để làm sáng danh Chúa và vinh hiển danh của Ngài trên đất này từ đây cho đến ngày Chúa chúng con trở lại. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Chúng con hiệp chung đức tin và cầu nguyện cùng Chúa với nhiều điều trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Văn Anh. Chúng ta thật là cảm ơn Chúa Cha đã vì yêu mà hóa con của Ngài. Con độc thân của Chúa đến thế gian chịu chết để đền tội cho chúng ta. Và vì cớ Ngài đã không tiếc chính con mình, cho nên Ngài cũng sẵn sàng mang luôn mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta, sức khỏe, năng tài, thì giờ, công việc và mọi những ơn phước thiêng liêng ở trên trời đổ xuống để giúp đỡ cho chúng ta trong đời sống và trong sự tinh tấn. Lòng biết ơn Chúa thì giờ này chúng ta sẽ việc riêng ra một phần những thay lợi mà Chúa đã ban cho chúng ta những ngày tháng qua. Dù trong mùa dịch Covid có những khó khăn trong công việc làm, nhưng những sự tiếp trợ đến từ nơi Chúa, chúng ta biệt khi để dân hiến dự phần vào công việc nhà của Ngài. Và chúng ta cũng biết thánh ý của Chúa là muốn chúng ta dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho chúng ta không phải chỉ dâng tài chánh, không phải chỉ dâng tiền bạc, mà chúng ta dâng chính chúng ta cho Chúa để làm theo thánh ý của Ngài. Thì giờ này tôi xin trân trọng kính mời cô Ngọc Bích thay mặt hội thánh để cầu nguyện dâng số tiền mà con cái Chúa được chia ra lên sân. Xin mời cô. Kính mời hội thánh chúng ta đồng hiệp nguyện dân của lễ lên ban ơn Đức Chúa Trời cai trị. Tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lại ban ơn Đức Chúa Trời là Cha từ ái của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một tuần lễ trôi qua mọi sự bình an phước hạnh. Chúng con dâng lên lời cảm tạ ngợi khen Chúa. Và giờ đây Chúa ban cho chúng con ngày thánh nhật, Chúa việc riêng ra cho chúng con được thờ phượng Ngài. Chúng con, anh chị em, chúng con đều nguyện lại với bệ chân của Chúa để chúng con tôn thờ Ngài. Cầu xin ban ngôi Đức Chúa Trời hiện diện chúc phước cho giờ thờ phượng chúng con luôn được đầy sự vinh hiển danh Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con dâng tất cả tấm lòng, linh hồn chúng con, hết sức hết ý chúng con và thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời chúng con. Cầu xin ban ngôi Đức Chúa Trời ban phước cho giờ nhóm chúng con luôn được đầy ơn của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con được ơn của Chúa để chúng con được giữ phần trong công việc nhà ngài bằng sự dâng hiến. Chúng con xin dâng của lễ này lên ban ơn Đức Chúa Trời tể trị. Cầu xin Chúa ban cho chúng con khôn ngoan thông sáng, Chúa thánh hóa của lễ của Chúa để đẹp lòng Chúa và cho chúng con sự khôn ngoan để sử dụng của lễ Chúa đẹp lòng Chúa và làm phát triển hội thánh của Chúa. Cầu xin Chúa chúc phước lại cho toàn thể với ông bà anh chị em chúng con. Được đời sống thuộc linh chúng con có lời của Ngài ban cho chúng con để chúng con đời sống tâm linh chúng con được nhờ lời của Chúa mà chúng con sống bằng lời Chúa để thay đổi đời sống chúng con hầu sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và làm sáng danh Ngài. Và xin Chúa ban ơn cho chúng con trong đời sống thực thể chúng con có những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống để chúng con sống thờ phượng Chúa và chúng con được hưởng sự hầu việc Ngài. Chúng con rất cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Và chúng con cầu xin Chúa ban ơn chúc phước, xin Đức Thánh Linh ở cùng tôi tới Chúa là một sư Nguyễn Quốc Dũng. Sau giờ này ông giảng lời Chúa, cầu xin Chúa ban cho ông được ơn của Ngài để giảng lời Chúa ra cho tất cả chúng con nghe hiểu và chúng con vâng phục làm theo lời dạy của Chúa, hầu cho sự phước hạnh mà Chúa ban phước cho chúng con trong sự mình vâng lời. Chúa ban cho cả tất cả gia đình tôi tới Chúa và tất cả gia đình của chúng con được đề ơn của Chúa trong tuần lễ mới đầy phước hạnh. Về phần chúng con, cầu xin Chúa ban cho chúng con đi đâu làm gì cũng vì sự vinh hiển Chúa mà chúng con làm. Chúng con rất tạ ơn Ngài nhiều lắm. Giờ đây chúng con xin dâng buổi thờ phượng lên ban ngôi Đức Chúa Trời tể trị. Xin Cha chúc phước cho giờ thờ phượng chúng con tạ ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con với lòng biết ơn Chúa và chúng con cùng nhau hiệp một thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn hội thánh. Từ lúc chính tôi được cứu,
Từ khi Giê-xu buông tha, lòng ưa tôn cao danh Giê-xu. Không có một con cái nào của Chúa đã kinh nghiệm được ơn cứu rỗi của Chúa mà lại không thích ngợi thêm. Tất cả chúng ta đều tham thích ca ngợi danh của Chúa. Và dù cho trên thế gian này có rất là nhiều những giai điệu ca khúc, thì nhạc khúc tuyệt vời nhất vẫn là nhạc khúc ca ngợi tình yêu, sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Giê-xu cho đời sống của chúng ta. Và buổi sáng hôm nay, nhạc khúc tuyệt vời sẽ được cô Mỹ Ánh dâng lên để ca ngợi Chúa. Trong thời gian này, xin kính mời của Thánh chúng ta cùng hòa lòng với Chúa. Hallelujah, chúng ta cảm ơn Chúa trọn đời của chúng ta đã khát ca ngợi Ngài. Để chúng ta còn sống thì nào,
thì chúng ta sẽ hát tôn vinh Chúa đấng trong ấy. Và thì giờ này tôi xin trân trọng kính mời Hòa Thánh cùng mở ra lời của Chúa được chép trong sách Ca Thương đoạn 3 từ câu 19 đến câu thứ 39. Phân đoạn kinh thánh này chúng ta sẽ được nghe ủy viên Thanh Thu tuyên đọc. Xin trân trọng kính mời ủy viên Thanh Thu. Dạ, kính chào Hội Thánh. Tôi xin đọc lời của Chúa trong Ca Thương đoạn 3 từ câu 19 đến câu 39. Hãy nhớ đến sự hoạn nạn khốn khổ ta là ngải cứu và mặc đắng. Hồn ta còn nhớ đến và hao mòn trong ta. Ta nhớ lại sự đó thì có sự trông mong. Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói, Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng, chờ đợi sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Thật tốt cho người mang ách lúc trẻ thơ. Phải, nó phải ngồi một mình và làm thinh, vì Ngài đã gắn ách trên mình. Nó khá để miệng trong bụi đất, hoặc giả sẽ có sự trông mong. Nó khá đưa má ra cho kẻ vả, khá chịu đầy nhút nhơ, vì Chúa chẳng hề bỏ cho đến đời đời. Dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài. Vì ấy là chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu. Khi người ta dày đạp mọi kẻ tù trong đất, khi uống công lý đoán của người trước mặt đấng chí cao, khi điên đảo ai trong sự xét đoán, thì Chúa chẳng ưng chịu. Nếu chẳng phải Chúa truyền lệnh ai hay nói ra và sự ấy được thành, hả chẳng phải từ miệng đấng rất cao ra tai họa và phước lành? Cớ sao ngươi đang sống phàn nàn vì chịu hình phạt về tội lỗi mình? Amen. Tạ ơn Chúa. Kính thưa Hội Thánh, câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay trong Ca Thương đoạn 3, câu 37 và câu 38, chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu gốc này hai lần. Chúng ta cùng khởi sự. Nếu chẳng phải Chúa truyền lệnh ai đang nói ra và sự ấy được thành, há chẳng phải từ miệng đấng rất cao ra tai họa và phước lành? Nếu chẳng phải Chúa truyền lệnh ai hay nói ra và sự ấy được thành, há chẳng phải từ miệng đấng rất cao ra tai họa và phước lành? Như trên phân đoạn kinh thánh Ca Thương đoạn 3 từ câu 19 đến câu 39, đề tớ của Chúa sẽ giải bài lời của Ngài cho chúng ta hiểu qua chủ đề ai tìm kiếm Chúa sẽ được phước. Thì giờ này xin chúng ta lắng lòng nghe lời của Chúa. Xin Thánh Linh của Ngài ban chúng ta tấm lòng mềm mại để đón nhận, hiểu và làm theo lời của Ngài. Xin trân trọng kính mời mục sư giảng giải lời của Chúa. Xin trọng kính chào toàn thể con cái của Chúa. Một lễ nữa chúng ta lại cùng nhau gặp đỡ được trong sự thờ phượng Chúa để giữ đức tin của chúng ta, giữ Ngài thờ phượng, làm Ngài nghĩ bị thiên làm nên Ngài thánh về Chúa.
Chúng ta buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau để học hỏi trong ca tương đoạn 3 từ câu 19 câu số 39 với tinh thần là ai tìm kiếm Chúa thì sẽ được phước. Đức Chúa Trời Ngài không có ép buộc ai theo Ngài hết, nhưng Ngài luôn lấy tình yêu thương mà khuyên lên dạy dỗ cho mọi người. Nếu ai có lòng thì người đó có được cơ hội để gặp được Chúa. Khi chúng ta gặp những cái sự hoạn nạn và khốn khổ giống như tình trạng của thế giới ngày hôm nay vậy, thì con người ở trong thế gian theo bản năng cách tịch thì người ta gọi đời là bể khổ và người ta chấp nhận nó, người ta sống chung với nó. Nhưng ở trong Đấng Christ thì chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi, một sự quán cải từ quả thành phước, chứ không phải là chúng ta chấp nhận những cái hoạn nạn để rồi chúng ta ở trong cái đau khổ đó lâu dài đâu. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trong Chúa thì đối với những con cái của Chúa, tại sao gọi là phước, là vì cớ trong hoạn nạn thì chúng ta được Chúa giúp đỡ cho chúng ta thoát khỏi hoạn nạn. Chúng ta không còn ở trong hoạn nạn để chịu gọi là cảnh sống chung với hoạn nạn đâu. Và Chúa Giêsu Ngài đã cho chúng ta thấy các phước lành mà khi Ngài giảng ở trên núi thì Chúa Giêsu Ngài đã nói như thế này trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 3 đến câu 10. Nếu chúng ta đang có Kinh Thánh chúng ta mở ra chúng ta theo dõi thì tám phước lành mà Chúa Giêsu nói như sau: phước hạnh thay cho những ai nghèo khó tâm linh vì nước thiên đàng dành cho họ. Phước thứ hai đó là phước hạnh thay cho những ai than khóc vì sẽ được yên ủi. Phước hạnh thứ ba là phước hạnh thay cho những ai khiêm nhường vì sẽ hưởng được đất. Phước hạnh thứ tư là phước hạnh thay cho những ai đói khát về sự công bình thì sẽ được thỏa mãn. Phước hạnh thứ năm là phước hạnh thay cho những ai thương xót vì sẽ được thương xót. Phước hạnh thứ sáu là phước hạnh thay cho những ai có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước hạnh thứ bảy là phước hạnh thay cho những ai kiến tạo hòa bình vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Và phước hạnh thứ tám là phước hạnh thay cho những ai chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng thuộc về họ. Chúa Giêsu Ngài đã cho chúng ta thấy trước hết là cái tình trạng mà con cái của Chúa sẽ phải gặp, như là than khóc, như là phải đói khát, như là phải chịu bắt bớ. Những tình trạng này chúng ta thấy rằng đối với loài người thì người ta sẽ không có chịu được. Người ta thường hay có những cái sự buồn phiền, người ta trách móc, hoặc là người ta sống trong cái đời sống mà nếu như người ta không có phải chịu được thì người ta ráng để chấp nhận nó mà thôi. Nhưng còn trái lại, trong lời của Chúa tại đây thì nói là chúng ta sẽ được yên ủi nếu than khóc, nếu chúng ta đói khát thì sẽ được no đủ, sẽ được thỏa mãn. Nếu chúng ta bị bắt bớ thì chúng ta sẽ được vui thỏa vì cớ chúng ta có nước thiên đàng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng phước ở trong Chúa chính là một sự thay đổi hoàn toàn về hoàn cảnh, về mọi sự khó khăn diễn ra ở trong cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng dầu là đang ở trong tình trạng dịch lệ, dầu là ở trong cảnh mà nghèo khó túng thiếu, dầu là đang ở trong hoàn cảnh mà chúng ta cơ cực, nhưng lòng của chúng ta bình an và chúng ta vui thỏa. Chẳng những như vậy, chúng ta còn tin rằng chúng ta sẽ được Chúa bảo bọc, gìn giữ và sẽ thay đổi cho hoàn cảnh của cuộc sống của mình mọi điều tốt hơn. Chúa sẽ dùng những cơ hội này, dịp tiện này để rèn luyện và chỉ dẫn cho chúng ta những điều mà sau khi dịch bệnh qua đi rồi, sau khi mà những sự giãn cách xã hội không còn nữa, chúng ta sẽ thấy đời sống các con cái của Chúa như là một ánh sáng bừng lên, như là con đường mà chúng ta thấy được thẳng tắp và được làm nhiều công việc
có những cái kết quả tốt hơn nữa, chẳng những về đạo đức, về tinh thần, mà là cả về cái cuộc sống thực tế của chúng ta nữa. Và những cái điều đó không ai có thể biết trước được, nhưng Chúa chúng ta là đấng biết trước, là đấng mà Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta, để rồi chúng ta sẽ có một cái chuẩn bị thật là tốt cho cái đời sống tinh kính, đời sống đạo đức và những cách mà chúng ta sẽ làm việc trong những ngày sắp tới sau khi giãn cách xã hội đã xong. Và mặc dầu dịch bệnh thì vẫn còn, nhưng chúng ta vẫn bình an và vẫn ở trong sự bảo bọc che chở của Chúa để mọi việc đều được tốt lành. Như vậy thì chúng ta không phải là không có những cái sự khốn khó. Đời sống con cái của Chúa đã được phước không có nghĩa là chúng ta không bị hoạn nạn, không bị những cái sự buồn khổ, không phải là chúng ta không có những cái điều mà đau đớn đâu. Chúng ta hãy trở lại với ca tương đoạn 3 câu số 19 thì Chúa nói rằng hãy nhớ đến sự hoạn nạn khốn khổ là ngải cứu và mật đắng, còn ta còn nhớ đến và ao mòn trong ta. Mỗi một giai đoạn chúng ta đều sẽ có những cái hoạn nạn, có những cái khốn khổ, có những cái ngại cứu, có những cái mật đắng. Tức là trong những cái giờ phút mà chúng ta gặp những cái sự hoạn nạn, thử thách như vậy, thì chúng ta không quên đâu. Chúng ta vẫn luôn luôn nhớ đến những cái hoàn cảnh cơ cực, khổ sở của mình. Để rồi từ đó mà chúng ta có thể quý trọng được những cái ơn của Chúa ngày hôm nay. Hoặc là sau khi qua khỏi hoạn nạn thử thách rồi, chúng ta lại càng thêm lên lòng cảm tạ vì cớ Chúa đã dùng giữ cho chúng ta. Chứ còn nếu chúng ta không nhớ đến hoạn nạn của mình, không thấy những cái khó khăn đau khổ của mình, thì chúng ta sẽ rất dễ mau quên và chúng ta sống trong tinh thần của những người kiêu ngạo vì cớ tưởng rằng mình là những người có cái quyền phép hoặc là có những cái năng lực siêu nhiên mà chúng ta không có thấy được cái sự khiêm nhường mà Chúa nói với chúng ta rằng phước cho những người khiêm nhường vì sẽ hưởng được đất. Chúa ban cho chúng ta một cuộc sống ở trên đất này và cả một cuộc sống ở trên trời nữa nếu chúng ta sống trong tinh thần của những người khiêm nhường, tức là luôn luôn nhớ đến những cái hoạn nạn thử thách mà mình đã trải qua và mình không có ở trong cái sự tuyệt vọng, không ở trong những sự lầm bầm, không ở trong những tinh thần của những người bị lôi cuốn vào những cái đường lối xấu mà thế gian và ma quỷ thì lợi dụng vào trong những lúc mà con người khó khăn, lợi dụng lúc con người đau khổ thì ma quỷ thường giăng những cái bẫy. Và vì vậy cho nên có nhiều người không nhìn thấy ơn của Chúa, cho nên mắc bẫy ma quỷ rất là dễ dàng. Chúa ban cho chúng ta rằng chúng ta hãy nhớ và chúng ta nhớ lại từ đó thì có sự trông mong. Chúng ta khi chúng ta nhớ những cái hoàn cảnh khó khăn, chúng ta trông mong bằng cách chúng ta cầu nguyện với Chúa để mau ra khỏi, chứ không phải là để cho chúng ta chấp nhận với nó và chúng ta sống chung và chúng ta phải chịu đựng với nó đâu. Đời sống của con cái của Chúa, chúng ta biết rằng khi chúng ta trông mong có nghĩa là chúng ta đang mong đợi một sự cứu vớt. Và khi đã có sự trông mong đợi một sự cứu vớt rồi thì chúng ta mới có một cái tinh thần tích cực và năng nổ hơn. Chúng ta thấy mỗi buổi sáng chúng ta đều cầu nguyện, đó là tinh thần mà chúng ta trông mong nơi Chúa. Mỗi buổi tối chúng ta cầu nguyện, đó là chúng ta trông mong nơi Chúa. Và khi mà mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta thấy mới luôn, chúng ta thấy mới mẻ, chúng ta thấy mình được bình an, mình cảm thấy được có một cái sự phước hạnh vì cớ chúng ta còn được Chúa ban cho sức khỏe, Chúa còn ban cho chúng ta trí óc vẫn còn đầy đủ và Chúa vẫn còn ban cho lương thực ở trong nhà không có thiếu thốn. Thì đó chính là điều mà chúng ta thấy rằng sự thành tín của Chúa rất là lớn. Chúa ban cho chúng ta chẳng những chúng ta cầu nguyện, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng Chúa đã tiếp trợ và Chúa soi sáng cho chúng ta biết cách để cho chúng ta sử dụng thì giờ, tiền bạc, lương thực và sức khỏe của chúng ta một cách chu đáo lắm.
khi một cái đời sống mà chúng ta trông mong nơi Chúa, chúng ta sẽ thấy có một cái sự quân bình, một cách chặt chẽ ở trong cái đời sống của chúng ta. Nó không có một cái sự phung phí nào, hay là không có một cái điều gì mà vượt quá cái giới hạn ở trong cái đời sống của chúng ta hết. Và chính cái điều đó làm cho mỗi buổi sáng chúng ta thấy mới luôn, tinh thần chúng ta khoảng khoái. Nếu chúng ta đặt mình vào trong cái một người mà bị đau khổ, bị có hoạn nạn, đó là nợ nần. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy là cái buổi sáng của những người mà mang nợ không bao giờ sung sướng hết. Cuộc đời của họ tối đen, ngày nào cũng như ngày nấy, họ không có cái hy vọng nào cho tương lai hết, mà chỉ thấy nợ chồng chất và sợ chủ nợ sẽ đến đòi và sẽ hồi hộp lo toan vì cớ không biết tìm đâu để mà có tiền để mà trả nợ. Cho nên lời Kinh Thánh nhắc nhở cho chúng ta một điều quan trọng là nếu là con cái của Chúa thì chúng ta chớ có mắc nợ ai chi hết. Trong Roma đoạn 13 câu 8, chớ có mắc nợ ai chi hết, bất cứ về điều gì. Chúng ta phải tự chủ, chúng ta phải làm những con người độc lập chứ chúng ta không có lệ thuộc. Cái chữ nợ này thì nói về riêng về cái vấn đề tiền bạc thì nó là điều mà chúng ta ai cũng biết rồi. Nhưng mà có những cái món nợ mà chúng ta biết rằng nếu chúng ta không sống trong tinh thần độc lập, chúng ta cũng sẽ giống như là một người mắc nợ vậy. Nghĩa là phải lệ thuộc vào người ta. Ví dụ như đời sống mà chúng ta không có một cái ơn của Chúa ban cho để chúng ta có thể làm việc, mà chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải nhờ người khác để giúp cho mình, chỉ bấy nhiêu thôi thì cũng đã là một cái gánh nặng, là một cái sự khó khăn cho chính đời sống của mình rồi. Và khi đó chúng ta rất là dễ thấy cái cuộc đời của mình nó cứ lâm vào những cái hoàn cảnh khó khăn. Nếu đời sống chúng ta không tập trung để mà chúng ta tự suy nghĩ và biết những cái điều mà Chúa dạy dỗ để cho chúng ta có thể làm được cho chính mình và làm cho mọi người, thì chúng ta sẽ không có được một cái niềm vui phước hạnh đâu. Điều đặc biệt là Chúa muốn ban cho chúng ta một cái tinh thần luôn luôn lúc nào cũng tự chủ độc lập, giống như là một người không mắc nợ vậy. Nghĩa là Chúa cho chúng ta nhiều ân tứ lắm, mà tại vì nhiều khi chúng ta không có tận dụng những ân tứ Chúa cho mà chúng ta lại cứ lệ thuộc vào người khác, thì chúng ta sẽ không có một cái sự thỏa vui ở trong cái đời sống của mình. Cho nên Chúa muốn dạy dỗ cho chúng ta rằng mỗi một buổi sáng chúng ta được tươi mới là khi chúng ta được Chúa hướng dẫn, Chúa chỉ bảo cho chúng ta những công việc có ý nghĩa, những điều phải làm, và chúng ta không có mắc nợ ai về tiền bạc và cũng không phải làm cái gánh nặng nào cho gia đình hoặc là cho những người thân thuộc của chúng ta hết. Và trong tinh thần đó chúng ta biết giữ mình. Cho nên chúng ta thấy là trong những lúc dịch bệnh, tại sao con cái của Chúa là những người biết tôn trọng cái luật pháp nhiều hơn là những người ngoài thế gian. Người con cái của Chúa khi mà có dịch bệnh và khi có những cái lệnh của chính phủ đặt ra, thì những con cái của Chúa là những người tôn trọng hơn những người thế gian rất là nhiều. Vì cớ họ biết rằng thân thể mình là đền thờ của Chúa và phải biết giữ làm sao để không có lây nhiễm sang những người khác. Còn trái lại, những người thế gian hay là những người sống nhưng mà lại thiếu cái sự suy nghĩ về tình yêu của Chúa đã dành cho mình, thì họ rất dễ trở thành những người mà gọi là lây nhiễm, là những nguồn mà dịch bệnh, là những cái ổ dịch mà người ta phải thấy là nó rất là khó chịu, khó khăn trong cái việc mà dập tắt những cái ổ dịch bệnh đó. Thành ra chúng ta thấy rằng cái đời sống của các con cái của Chúa, chúng ta là những người mà được Chúa ban cho mình có cái niềm tin và có một cái sự trông cậy nơi Chúa và có một cái sự giữ gìn về tinh thần, về sức khỏe, về đạo đức và mọi điều cho gia đình của mình nữa. Và chúng ta cũng biết rằng trong cái đời sống mà chúng ta được Chúa cứu khỏi những cái sự khó khăn để rồi chúng ta có được một cái niềm vui ở trong Chúa, đó là chúng ta biết rằng thử thách hoặc là đến rồi nó sẽ qua đi. Và qua đi đó không phải là qua đi theo tự nhiên, mà theo người đời thì cứ nói một cách bâng quơ,
Người đời thì cứ nói rằng hết cơn bị cực thì tới hồi thái lai, hay là người ta nói rằng không ai giàu ba họ, không ai có ba đời. Người ta chỉ nói bên quơ mà người ta không chỉ ra được điều gì cho một người nào hay là cho chính bản thân của họ. Nhưng mà trong Kinh Thánh chúng ta phải chỉ ra được những tấm gương, như là Daniel chẳng hạn, bị những người bạn của ông bắt bớ, vu cáo để quan ông xuống án tử tử. Nhưng mà chỉ có một đêm thôi, qua sáng hôm sau thì mọi người thấy rằng Daniel vẫn bình an, vẫn vô sự, không có cái điều gì phải nguy hiểm ở trong hang tử tử hết. Và ông được kéo lên khỏi hang tử tử. Còn họ cũng thấy rõ rằng những người bạn của Daniel đã vu cáo, đã rình rập, đã nói những lời nói xấu, đã tìm cách để mà hãm hại, thì chúng ta thấy là họ bị quăng liền xuống dưới hang tử tử đó và họ cũng mất chết. Chúng ta thấy là những cái đó là cái trước mắt. Cái này cũng cho chúng ta thấy ngày hôm nay cũng vậy. Đời sống mà chúng ta yêu mến kính thần Chúa, chúng ta sẽ thấy sự giải cứu ngay trước mắt. Còn những ai làm hại cho người khác, những ai sống mà không có một cái đời sống thực sự là tin kính lên Đức Chúa Trời, mà chỉ muốn rình rập, chỉ muốn tìm cách để làm hại, để mà gây những cái sự ngăn trở, những cái điều thiếu đạo đức ở trong cái xã hội, ở trong cái niềm tin của những người khác, họ sẽ bị sư tử vồ xé, không thể nào mà thoát khỏi được đâu. Bởi vì sư tử ở đây là ma quỷ, sư tử đi rình mò xung quanh, nó tìm kiếm người nào để mà nó có thể vồ xé được. Sau khi lên thứ nhất đoạn 5 của 8, lời của Chúa nói như vậy. Thành ra nếu chúng ta không ở trong Chúa, chúng ta không nhận thấy quyền năng là giải cứu từ nơi Đức Chúa Trời qua tinh thần cầu nguyện, qua tinh thần học lời của Chúa, một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy những người không cầu nguyện, không đọc Kinh Thánh mỗi ngày, họ sẽ ở trong hang sư tử, chứ không phải là Daniel nữa, mà là họ sẽ là những người mà lúc bây giờ họ không còn có cái sự giải cứu, và ma quỷ sẽ vồ xé tâm linh và làm cho họ trở nên những người không còn có một cái sự sống đời đời phước hạnh đâu. Mỗi buổi sáng chúng ta thấy chúng ta được cứu của Chúa qua tinh thần cầu nguyện, qua tinh thần học lời của Chúa. Mỗi buổi tối chúng ta cầu nguyện, chúng ta học lời của Chúa, chúng ta thấy sự thành tín của Chúa là lớn. Và sự thành tín này là Chúa ban cho chúng ta, chẳng những về đời sống tâm linh mà là còn cả về cái đời sống về thuộc thể nữa. Chúng ta đừng tưởng rằng khi chúng ta hầu vị Chúa thì chúng ta sẽ nghèo khó. Những người xuất sắc hầu vị Chúa, Chúa không bao giờ để cho ở trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn bao giờ cả. Trong lúc những cái dịch bệnh xảy ra, dù chúng ta không có làm ăn gì được hết, nhưng mà ơn phước của Chúa Trời thì không thiếu trên chúng ta đâu. Chúa ban cho chúng ta một cách dư dật. Và Ngài còn hứa ban cho chúng ta rằng mọi việc chúng ta làm, mà trong cuộc truyền luật ký đó, thì Chúa có hứa rằng những việc chúng ta làm ở trong nhà hay là ở ngoài đồng thì đều được thành công, đều được kết quả may mắn. Nếu như chúng ta phải bắt tay lại từ đầu làm một công việc gì sau này, hay là chúng ta phải tiếp tục một công việc nào của chính bản thân mình, Chúa cũng đều cho chúng ta chi dành cả. Khi chúng ta biết hầu việc Chúa và khi chúng ta bước đi trong những cái đường lối của Ngài. Trong cái thời thiếu niên của tôi thì tôi có cái sự tham gia với cái ban chính đạo của Hội Thánh Sài Gòn. Lúc bây giờ thì mỗi trưa chủ nhật đó, thì Hội Thánh Sài Gòn có cái ban chính đạo đi vào các bệnh viện để mà làm chứng, rồi phát sách, rồi để mà cầu nguyện cho những người bệnh trong các bệnh viện. Thì lúc bây giờ tôi có đi theo các vị lớn tuổi trong ban chính đạo của Hội Thánh Sài Gòn lúc bây giờ, như là ông Đặng Phước Truyền, ông Quỳnh Sởn, ông Hai Thới, ông Mỹ Quang. Những người này họ xuất thánh hầu người Chúa lắm, nhưng mà có một cái điều là lạ lùng, đó là họ càng xuất thánh hầu người Chúa thì gia tài của họ lại càng trở nên đồ sộ và chịu hơn. Đến nỗi mà ông Quỳnh Sởn đó, thì trước năm 1975 đó, là ông đã dâng cho hội thánh, dâng cho Chúa một cái chánh y viện. Ông Quỳnh Sởn là người sáng lập cái hãng Coracao đó, mà ngày hôm nay chúng ta còn thấy cái hãng Coracao vẫn còn ở tại ngã tư Điện Biên Phủ với lại cách mạng tháng 8. Chúng ta thấy cái bản Coracao đó, thì ông Quỳnh Sởn là cái người sáng lập ra cái hãng Coracao này. Thì ông dâng cho Chúa một cái chánh y viện tinh lành ở tại Phú Lâm với đầy đủ các trang thiết bị trong khu một cái bệnh viện này. Và trong khi đó thì cứ mỗi trường chủ nhật ông vẫn cứ đi làm chứng, vẫn cứ đi
cầu nguyện cho người bệnh trong cái bệnh viện. Mà lúc bây giờ tôi đi theo ông, tôi biết được những cái điều mà Chúa ban phước cho những cái người mà hầu nguyện Chúa là rất là dư dật và đầy đủ như vậy. Rồi chúng ta cũng thấy rằng ở trên thế giới thì những cái người mà nổi danh, nổi tiếng, chúng ta thấy rằng họ đều là những người trông cậy nơi sự thành tín của Chúa, chứ họ không cậy nơi tài năng, họ không cậy nơi giàu có, họ không cậy nơi thành thế. Cái điều mà những người ở trong thế gian họ quan niệm đó là không có thành thế, không có tiền bạc thì làm sao để mà có thể trở thành những cái người mà giàu có hay là đầy đủ được. Nhưng mà nếu đọc lại cái tiểu sử của những người thành công mà ở trong cái thế giới Cơ Đốc đó, chúng ta học biết rằng họ đều là những người yêu mến Chúa, đều là những người nhờ cậy nơi thành tín của Đức Chúa Trời, là việc mà Đức Chúa Trời ban cho họ một cách dư dật. Cho nên chúng ta đã thấy là ngay cả trên cái tờ đô la của Mỹ đó thì có dòng chữ in God we trust, nghĩa là trong Đức Chúa Trời chúng tôi tin cậy. Cả một cái đất nước lớn như vậy mà chúng ta thấy rằng rất là giàu có, họ đều tin vào cái quyền năng của Chúa hơn là tin vào cái quyền lực của tờ đô la. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là cái điều mà chúng ta được thấy sự thành tín của Chúa Trời dành cho những con cái của Ngài một cách thật là tốt đẹp. Rồi chúng ta cũng thấy rằng bổn tâm của Chúa Trời, chúng ta lại thấy bổn tâm của Chúa Trời đó là Ngài không để cho chúng ta phải bị cực khổ và buồn rầu. Mà khi mà Chúa đã làm cho ai lo buồn thì chính Ngài lại là đấng lo lắng cho họ trước hết. Ngài sẽ làm, Ngài dầu cho Ngài đã làm cho lo buồn còn sẽ thương xót theo sự nhân từ của lòng nhân từ. Một con cái của Chúa mà chúng ta phải buồn rầu, khi chúng ta phải sầu khổ thì điều mà Chúa lo cho chúng ta trước hết đó là Ngài thương yêu chúng ta, Ngài mong mỏi chúng ta sớm được qua khỏi những cái điều buồn rầu, khỏi những cái điều mà buồn thảm. Đây là tình yêu của một người cha đối với một người con, đây là tình yêu của một đấng mà đã nâng cấp chúng ta từ trong bụng mẹ cho đến ngày hôm nay. Chúng ta đã được Chúa ban cho những cái điều kiện trong cuộc đời mà nhiều người tại vì không chăm chú để nhìn xem Chúa cho nên không thấy được cái ơn phước của Chúa Trời. Chứ thật ra thì mỗi một hơi thở của chúng ta là từ do ai ban cho, không phải là từ nơi Đức Chúa Trời sao? Chúng ta lại cũng thấy rằng những cái lúc mà chúng ta cũng có những cái sự thách thức về cái sự suy nghĩ về mặt tinh thần, chúng ta thấy rằng ai lo cho chúng ta? Chúa thấy được ở trong tâm trí, ở trong tinh thần của chúng ta có nhiều điều lo lắng, có nhiều sự suy nghĩ lắm. Người ta nói rằng mỗi một ngày mà ở trong cái hệ thống gọi là neuron thần kinh của chúng ta đó, nó có hàng tỷ những cái thông tin để mà phải giải quyết, chứ không phải là chỉ có những cái lời nói sơ của chúng ta hay là những cái việc làm của chúng ta mà chúng ta thấy hàng ngày đâu. Nhưng mà trong cái cách giải quyết mà trong neuron thần kinh của chúng ta nó phải giải quyết đó, nó là cả hàng tỷ những cái sự kiện, những cái thông tin ở trong đó mà đến khi mà nó ra ngoài để cho chúng ta giải quyết, cho chúng ta nhìn thấy đó, thì nó chỉ có một vài điều đơn giản thôi. Chúng ta thấy là lạ lùng không? Nếu như một cái người nào đó mà chỉ cần quấn một cái sợi dây xung quanh mình ở chừng một chục vòng thôi là đã thấy rối rồi, mình không có thể nào mà cục ngựa không có thể gì gỡ ra được hết. Mà trong những cái hệ thống thần kinh, trong hệ thống tư tưởng của chúng ta đó, nó truyền đạt biết bao nhiêu là những thông tin ở trong đó, trong cái đầu của chúng ta đó, mà đến khi mà chúng ta nói ra, chúng ta suy nghĩ ra thì rất là đơn giản, nó rất là dễ chịu. Cái điều này là loài người không có nghĩ đến, vì cớ loài người không chịu biết rằng Đức Chúa Trời đã yêu thương con người nhiều lắm. Đức Chúa Trời đã giải quyết, giải cứu cho con người trong một cái tinh thần để được thơ thới, được những cái tư tưởng tốt lành, để có những cái suy nghĩ thật là thông sáng. Cho nên chúng ta thấy rằng những ai mà không có Chúa hoặc là thiếu cái niềm tin thì khi mà họ đã vướng vào một cái điều gì để mà phải giải quyết rồi đó, họ rối,
rối bời luôn, không tìm thấy được cái hướng ra, không thấy giải quyết được một cái vấn đề gì hết. Và đừng nói chi là ngay cả trong cái việc mà diễn đạt tư tưởng thôi là cũng là một cái điều rất là khó khăn rồi. Trong hội thánh thì khi trước tôi đã đến thay thế hội thánh của ưng cho cụ mục sư Nguyễn Phú Lành, thì ông cụ trong cái lúc tuổi già thì có nhiều vấn đề nó khó khăn, mà khi đó Chúa cũng đã khiến cho ông cụ cũng biết rằng cũng nên nghỉ, nhưng mà ông cụ lại không có chuyện nghỉ, cho nên ông cụ cứ tiếp tục để đứng lên để mà giảng kinh thánh mỗi ngày chủ nhật như thế này. Thì khi mà ông giảng đó thì xin lỗi là giống như là những người ngồi nghe giống như là thấy một chiếc xe hơi mà nó lao xuống dốc vậy, tức là nói liên tục mà không vào một cái nghĩa gì để cho người ta thấy hết. Đến nỗi bà mục sư Lành, tôi nhớ lúc bây giờ tôi quan sát được đấy, bà mục sư Lành cứ đứng ở phía tao, ở phía sau tòa giảng, xuống đi xong rồi xuống đi, nhưng mà ông không có ngục tóc được, như nói là giống như là chiếc xe nó xuống dốc vậy mà mất căng vậy, nghĩa là cứ nói là không có giải quyết được. Và cứ chịu như vậy, và tín đồ sau đó thì bắt đầu rời xa khỏi hội thánh và để lại một cái hội thánh chỉ còn có 5-10 người. Và khi đó thì bây giờ tôi mới được bổ nhiệm về để mà thay thế cho ông, để gây dựng lại cái hội thánh lúc bây giờ mà chỉ còn có 5-10 người vậy thôi đó. Rồi còn khi mà tôi qua Edmonton trong cách đây vài ba năm đó, trước dịch đó, để giúp cho hội thánh ở bên đó, thì vị sư quản nhiệm bên đó cũng khỏe khoắn, lái xe đi mọi chuyện. Nhưng mà ông nói với tôi rằng ông không soạn bài giảng được. Ông đọc kinh thánh gì được, ông hát thánh ca với mọi người được, ông chúc phước cũng được, nhưng mà có điều là để mà soạn cái bài giảng để mà nói ra lời của Chúa thì ông không soạn được. Và vì vậy cho nên tín đồ cũng rất là cần một cái vị quản nhiệm để mà giúp đỡ cho hội thánh mình đó. Những cái điều đó là những cái điều mà tôi thấy ngay trước mắt. Và còn nhiều điều khác nữa, nhiều người mà tôi đã chứng kiến và thấy được, biết rõ rằng trong cái tư tưởng của mình, trong cái đầu óc của mình là phải có Chúa cai trị thì nó mới trở nên thật là thông suốt, nhẹ nhàng. Bằng không là chúng ta sẽ thấy mình không thể nào diễn đạt được cái ý tưởng của mình đâu. Và chúng ta cũng không thể nào thực hiện được những cái công việc mà mình muốn đâu. Và đó là những điều không phải chỉ ở trong hội thánh mà thôi, mà chính là những điều mà ngày hôm nay chúng ta thấy thế gian, những cái điều mà rất đơn giản, những cái điều mà phải nói là dễ giải quyết lắm, nhưng mà người ta không có giải quyết được. Nếu như mà cách đây khoảng chừng 10 năm, mà lúc bây giờ các trường đại học, khi tôi đem cái chương trình về online của trường đại học Tennessee đến để mà kết nối với bên Bộ Đại học của Việt Nam, để cho các trường đại học có thể bắt đầu sử dụng cái chương trình học online cách đây khoảng 10 hoặc là 15 năm gì đó, nghĩa là cái thời gian dài xa rồi. Mà nếu mà họ đã bắt đầu từ lúc bây giờ thì bây giờ là thành công biết mấy. Bây giờ là không có cái điều gì phải lo lắng hết. Nhưng mà vẫn không ai suy nghĩ tới hết, và vẫn không ai có thể thực hiện việc đó, trong khi các nước ngoài thì họ đã thực hiện từ lâu rồi. Cho nên có nhiều điều mà chúng ta thấy rằng mình phải đi sao nhiều người, chúng ta phải thua với nhiều người vì cớ cái đầu óc của mình không có cái sự sáng của Chúa, không có cái ơn của Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta sẽ không có thấy được những cái tương lai và không thể làm được những cái việc gì mà nó thật là tốt đẹp đâu. Cho nên Chúa, cái bổn tâm của Chúa là Ngài luôn không bao giờ để cho con cái của Ngài phải được khổ và buồn rầu cả. Còn nếu mà khi có những cái lo buồn gì thì chính Chúa đã sửa soạn để mà giải cứu chúng ta rồi, Chúa đã thương xót chúng ta rồi, chứ không để cho chúng ta phải quá sức chịu đựng của mình, hay là ở trong những cái tình trạng mà rối rắm, ở trong cái tình trạng mà khó khăn cơ cực của cái đời sống của mình. Và chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà Chúa giải quyết thì ra sao. Chúng ta thấy cái phần cuối mà chúng ta thấy câu số 37-38 là câu gốc mà chúng ta làm nền tảng cho buổi sáng hôm nay đó. Đó là nếu chẳng phải Chúa truyền lệnh, ai hay nói ra và sự ấy được thành, há chẳng phải từ miệng đánh rất cao ra tai họa và phước lành sao? Nếu chẳng phải Chúa truyền lệnh, chúng ta thấy là Chúa Ngài giải quyết cái công việc của Ngài bằng lời nói, bằng một việc truyền lệnh, tức là Ngài nói một lời mà cái lời nói đó được thực hiện một cách chắc chắn,
và không có một sự sai sót, không có một cái sự gọi là sửa sai hay là rút lại cái lời của Ngài đâu. À, đây là một cái điều mà tại sao con cái của Chúa được phước và chúng ta học được ở trong Chúa là khi chúng tìm chính Chúa chúng ta được phước, đó là như vậy. Là Chúa đã phán một lời không có gì thay đổi hết. Chúa đã hứa với chúng ta điều gì là điều đó chắc chắn không hề sai lầm. Chúng ta hãy trở lại với cái một vài cái sự kiện mà Chúa đã phán mà chúng ta thấy cái điều rất là rõ ràng. Đó là chúng ta hãy trở lại với sách Thánh Thế Ký. Khi Chúa tạo dựng nên trời đất thì Chúa đã truyền lệnh, khi Chúa không có dùng cái biện pháp gì hết. Chúa chỉ phán thôi, Chúa truyền lệnh thôi. Ngày thứ nhất thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời truyền lệnh gì? Phải có sự sáng thì có sự sáng. Đến ngày thứ hai, Đức Chúa Trời truyền lệnh gì? Phải có khoảng không thì có khoảng không. Ngày thứ ba, Đức Chúa Trời truyền lệnh gì? Phải có nước và đất ở dưới trời thì liền có lập tức trong hồ biển cả và các lục địa mà chúng ta có ngày hôm nay. Ngày thứ tư, Đức Chúa Trời truyền lệnh rằng phải có mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao thì có như vậy. Và ngày hôm nay chúng ta đã được thấy được cả cái bầu trời đầy sao, các tinh hà, các tinh tú ở trên bầu trời cũng như mặt trời, mặt trăng để cho mọi người cũng tận hưởng. Ai làm được điều này? Khoa học làm được không? Một người nào ở trong thế gian này đứng ra để mà làm được thì chắc điều này loài người đã biết rõ ràng mà không ai làm được hết. Vậy mà không tin lên Chúa Trời, không thờ phượng Chúa Trời, để rồi con người cứ cậy cái sức riêng của mình mà làm việc này việc kia để rồi bị thất bại nhưng không bao giờ có thể thành công được cả. Cho nên chúng ta thấy rằng ngày thứ năm Chúa Trời truyền lệnh là gì? Là phải có cá, chim thì có cá bơi dưới biển, chim bay trên trời. Và ngày thứ sáu thì Chúa Trời truyền lệnh đó là phải có cây xanh trên đất, phải có cây xanh ra hoa quả, bông trái cây để cho những con người đầu tiên để ăn, bởi vì những con người đầu tiên họ chỉ có hái trái cây, họ săn bắn ở trong rừng và sau đó là có muôn thú. Chúng ta truyền là những cái điều đó là có ra và có các côn trùng nữa. Đó là thứ sáu. Chúng ta trở lại với sách Sáng Thế Ký đoạn một, chúng ta thấy một cách rất là đầy đủ những cái đoạn là Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời phán, Đức Chúa Trời truyền lệnh, cái Ngài không có phải cần làm cái việc gì hết. Nếu chúng ta tin nơi Đức Chúa Trời, Ngài cũng đang truyền lệnh cho các thiên sứ của Ngài để bảo vệ các con cái của Chúa ngày hôm nay một cách đầy đủ. Chúa truyền lệnh cho các thiên sứ của Ngài để Ngài sẽ không để cho ai trong các con cái của Chúa phải bị vấp ngã, phải làm một cái cớ tích cho người khác chê cười. Đó là điều mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài vẫn đang làm. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời Ngài vẫn đang truyền lệnh của Ngài qua những lời Kinh Thánh. Mà chúng ta biết rằng trên cái thế giới thần học đó, thế giới mà của những nhà nghiên cứu thì họ đều tôn trọng lời của Chúa Trời với một cái tinh thần là lời của Chúa là lời vô ngộ. Lời của Chúa Trời là lời vô ngộ, cả Kinh Thánh này không có một cái gì sai cả. Chỉ vô ngộ là ý nói là không có một cái chấm một nét nào gọi là sai cả. Và chính Chúa Giêsu đã nói rằng một chấm một nét dầu cho trời đất cũng qua đi, có qua đi cũng lời Kinh Thánh không bao giờ qua đi cả. Luật pháp của Chúa Trời không bao giờ qua đi hết. Cho nên nếu chúng ta muốn tìm kiếm phước, tìm kiếm ơn phước của Chúa thì chúng ta chỉ có tìm ở trong Kinh Thánh thôi, chỉ tìm trong lời của Chúa thôi. Nếu chúng ta tìm kiếm lời của Chúa Trời, chúng ta sẽ được phước. Còn nếu như chúng ta vẫn thờ ơ theo cách của nhiều tín đồ hay là nhiều người ngày hôm nay, nói là đọc Kinh Thánh khó quá, đọc Kinh Thánh tôi không có hiểu, hay là lấy nhiều lý do khác nữa, tôi bận quá, tôi vẫn lo làm ăn, tôi lo cái việc này khác, chúng ta sẽ không được Chúa truyền lệnh cho thiên sứ của Ngài để chăm sóc nuôi nấng chúng ta đâu. Chúng ta sẽ không được Chúa truyền lệnh cho thiên sứ của Ngài để bảo vệ sức khỏe và ban cho chúng ta bình an đâu, bởi vì chúng ta không có tìm kiếm cái ơn phước từ nơi lời của Chúa. Cho nên chúng ta chỉ có thể tìm kiếm lời của Chúa, tìm kiếm ơn phước của Chúa qua tinh thần cầu nguyện giao thông với Chúa. Chúng ta tìm kiếm lời của Chúa Trời qua tinh thần biết học hỏi và biết suy gẫm lời của Chúa bởi chính bản thân của mình, chúng ta sẽ được phước. Và đó chính là điều mà Chúa muốn nói với chúng ta mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Xin Chúa ban cho đời sống đức tin của chúng ta trong những ngày này, dầu khó khăn, dầu dịch bệnh hay là dầu có bệnh tật đau yếu của mỗi một người trong chúng ta đi chăng nữa, thì tất cả
Chúa đã lo cho chúng ta hết rồi. Chúa buồn lắm khi nếu một con cái của Chúa nào phải buồn rầu, một con cái của Chúa nào khó khăn, Chúa còn buồn hơn chúng ta. Và Ngài lo, Ngài chăm sóc, Ngài sẽ sớm để giải cứu và giúp đỡ cho con cái của Ngài chu đáo nữa. Cho nên Chúa cho chúng ta biết rằng khi nếu chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta sẽ được cứu. Còn nếu chúng ta vẫn còn thờ ơ, chúng ta vẫn còn không có tuân giữ theo lời của Chúa dạy, chúng ta vẫn cứ đi trong cái đường lối riêng của mình, thì chúng ta sẽ không thấy được phước của Chúa. Thì Chúa cho chúng ta biết làm theo lời của Chúa dạy, đi trong đường lối của Chúa và học hỏi những điều mà Chúa đã chỉ dẫn cho chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rằng ơn phước của Chúa rất là dư dật trên đời sống của các con cái của Ngài. Amen. Bây giờ tôi xin thay mặt cho thánh để cầu nguyện qua những dạy dỗ của sách hôm nay. Lạy Cha yêu dấu của chúng con, chúng con đang thờ phượng Chúa là đấng tạo hóa, đấng đã tạo thành vũ trụ này, đấng đã ban cho con người của chúng con biết bao nhiêu những điều phước hạnh. Nhưng tội lỗi và ma quỷ đang cướp mất linh hồn của nhiều người, vì cớ nó đang xúi dục cho mọi người đừng có tìm kiếm lời của Chúa Trời, đừng có cầu nguyện, đừng có học lời của Chúa nữa, nhưng cứ sống một cách rất là bình thường, giống như là mọi người ở trong thế gian này, cứ đi theo đường lối của thế gian, cứ làm những điều của thế gian, thì họ ma quỷ sẽ cho tất cả mọi sự tử trong thế gian này. Nhưng Chúa ơi, Chúa Giêsu Ngài đã đặt thắng được điều đó. Ngài nói rằng ma quỷ không phải là người cai trị thế gian này, chính Chúa mới chính là đấng đang cai quản thế giới này, và Ngài là đấng ban phước lành trên các con cái của Chúa. Xin Chúa cho chúng con mạnh dạn để nói với ma quỷ rằng hãy lui ra khỏi ta, để rồi đời sống của con cái của Chúa mỗi ngày chúng con tìm kiếm Chúa, học hỏi lời của Ngài, chúng con cầu nguyện với Chúa trong sự thỏa vui, chúng con sẽ lắng nghe được tiếng Chúa, chúng con thấy được ý của Chúa chỉ cho chúng con những điều chúng con phải làm, những việc chúng con phải thực hiện, những suy nghĩ trong đời sống của chúng con làm sao cho nó tốt, và những tư tưởng, những điều gì chúng con sẽ gặt hái được thành công ở trong nếp sống gia đình của mình và trong công việc làm của mình nữa. Lạy Cha Thánh xin ban ơn để giúp cho chúng con mọi việc đều thật được tốt lành và đầy phước hạnh ở trong sự nhân từ, sự thương xót của Chúa dành cho chúng con mỗi ngày. Cha ban ơn và giúp đỡ để mỗi ngày chúng con đều hưởng được sự thành tín của Chúa, vì cớ sự thành tín của Chúa là lớn lắm. Không ai trong chúng con mà không có nhận được những ơn phước đó. Con cầu xin Chúa lại ban ơn để cho cả hội thánh chúng con, những người nghe bài giảng buổi sáng hôm nay, ai nấy đều sẽ nhận được ơn phước và sự thành tín của Chúa đúng như lời mà Ngài đã hứa, vì lời của Chúa Trời là lời thánh, là lời vô ngộ, là lời mà từ nơi chính Đức Chúa Trời Ngài đã tạo dựng nên thế giới này, vũ trụ này, trời đất muôn vật, tất cả Ngài đã phán, Ngài đã truyền lệnh, thì tất cả đều được thành công, đều được mang đến cho con người những điều tốt lành. Chúng cho chúng con nương dựa vào lời của Chúa mà chúng con vâng giữ, làm theo. Con cảm tạ ơn Cha. Chúng con xin nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cảm tạ Chúa về những sự nhắc nhở lời của Chúa cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Qua lời của Chúa, chúng ta biết được khi chúng ta không cậy vào sức riêng của mình, không có cậy vào sự thông sáng của mình, nhưng cứ mỗi ngày chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa và nhờ cậy nơi Ngài, thì chính Chúa Ngài là đấng lương từ, đấng giàu lòng thương xót và thành tín, chính là sẽ ở cùng, sẽ gìn giữ, sẽ giúp đỡ cho chúng ta trong cơn hoạn nạn, và cũng sẽ giải cứu chúng ta kịp thời kịp lúc. Vì thật mỗi buổi sáng là mới luôn, và sự thành tín của Chúa lớn lắm. Chúa thật chẳng phải bổn tâm Ngài để làm cho con cái của Chúa buồn sầu đâu, vì chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta ở trong phận thì chính Chúa cũng rất là đau, rất là buồn. Cho nên Ngài vẫn rất là yêu thương chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được tấm lòng của Cha trên trời, để rồi cứ tin cậy vào Chúa. Nếu như có những sai trật nào ở trong đời sống của chúng ta mà Chúa vẫn còn tiếp tục để chúng ta lâu ở trong hoạn nạn để dạy dỗ, cho chúng ta cũng có tấm lòng để được Ngài tha thứ và giải cứu.
Cảm ơn Chúa về lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Cầu xin lời của Chúa động lại trong lòng của tất cả chúng ta, không phải chỉ là tâm trí mà là trong lòng của chúng ta, để chúng ta sống suốt một tuần lễ mới mỗi ngày trong sự nhân từ và sự hành thánh của Chúa. Thì giờ này chúng ta sẽ kết thúc sự hợp phụng sáng hôm nay qua việc thực ý với nhau trong bài cầu nguyện chung và hát chúng ca tôn vinh chân thần. Kính mời thánh chúng ta cùng khởi sự. Là cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ này, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nhận cùng được chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, xin cứu chúng con khỏi đường ác, vì nước quyền vinh hiển chúng thuộc về cha đời đời vô cùng. Amen. Cầu xin ban ngôi Đức Chúa Trời, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Giêsu, sự cảm thông của Chúa Thánh Linh cùng quyền phép của Thiên Đàng xin bảo vệ che chở cho con dân của Chúa từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giêsu tái lâm. Amen. Giờ nhóm chúng ta sáng nay kết thúc nguyện xin ân điển và sự bình an của Chúa ở cùng hết thảy con dân ngài trong suốt một tuần lễ mới sắp tới. Amen. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy.